mày. Chu chu. Ấy, nó ôi mấy cái mồi mồi đó. Đang để không ta. Đây, tôi câu bằng cái mồi giun cho bác nhá. Giun này cá ăn nhạy lắm. Cá rô ở đây khô rồi. Limited luôn. Ô đứt rồi. Đó, sâu cá. Hello, xin chào các bác nha. Lâu lắm rồi anh em mình mới lại đi làm cái video. Đây. Hôm nay anh em mình có đi câu cá rồi nhưng mà mình cứ nghĩ là không câu được, thế nên là mình không quay cho các bác xem. Đây, bây giờ anh em mình đang đun bếp ngắm lửa. Đây, cá với cua anh em mình câu đây các bạn. Cũng được mấy con. Tí nữa nướng luôn anh nhỉ. Nướng ăn luôn. Hôm nay anh em mình đi câu. Bởi vì dạo này mình cũng hay không hay ra video nên là cũng rất là lười quay. Hôm nay tiện thì thôi, quay cho các bác xem tí. Đây. Có con suối ngay bên này này. Rất là đẹp luôn. Bây giờ khoảng tầm hơn 1 giờ một tí. Anh em mình giờ đang chặt cái ống này để nấu nước nấu mì. Nước nấu mì, còn cá này tí nữa sẽ mổ nướng. Anh em mình lại nấu nước bằng cái ống tre này nhá. Bếp đây. Đó. Rồi, mọi thứ đã xong rồi. Bây giờ chỉ việc đốt lửa lên thôi. Lâu lắm rồi anh em mình mới quay trở lại làm video đấy. Thật sự nói chung là cũng rất là vừa buồn vừa chán. Giờ đến tiết mục đi mổ cá. Mổ luôn nhá. Giờ là mổ cá nha các bác nhá. Cá này là anh. Cua thì mình bóc hết cái mang này đi nha các bác nha. Đó. Mà bây giờ đây đống cua nữa nha.
cái lại tiếp tục với món mì tôm ống nứa các bạn. Đéo được không? Vừa đủ. Đấy. Ăn mì. Trời ơi. Ra một chiếc kính. Ăn mì anh ơi.